Quý vị và quý bạn, tất cả những người đang trong hội nghị khoa học tiềm năng ngày hôm nay, bằng một tác phẩm, tôi xin đem lại những năng lực tư duy trí tuệ và tâm thức của trẻ con xin bắt đầu. Đồng Việt Tiến xin kính tặng hai tác phẩm cho Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học Việt Nam. Tác phẩm thứ nhất được mang tên Biển sáng, tác phẩm thứ hai Màu xanh yêu thương. Xin kính chúc quý vị đại biểu nhiều sức khỏe và mọi sự thành công. Xin kính chào quý vị.